Chào các bạn, đây là một cây bưởi mà tôi đã ghép các cành chanh thư quý vào cây bưởi này. Và đến nay cây bưởi đã cho tôi một kết quả rất là mỹ mãn các bạn. Như tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn, cách để cho cây chanh nó ra hoa, tôi đã áp dụng cách này với cây chanh ghép trên cây bưởi này. Cái tỷ lệ hoa nở trên cây chanh này rất là dày các bạn. Các cành chanh ghép lên cây bưởi này là các cành chanh thư quý. Hôm nay đã là 22 tháng giêng rồi. Thời tiết rất là đẹp. Tôi quay sát vào để quý vị và các bạn dễ quan sát. Đây là vị trí cành chanh ghép của tôi đây các bạn. Đến nay nó đã liền và hầu như nhìn rất là mờ cái vết ghép rồi. Không quan sát kỹ là không thể phát hiện được ra cái vết ghép này các bạn. Và nó cung cấp dinh dưỡng lên cho cây chanh này rất là tốt rồi. Một cây chanh dáng trực bé như thế này, nhưng có lẽ nó phải đậu đến hàng nghìn bông hoa trên cây chanh này các bạn. Cách xử lý cho chanh ra hoa tôi để dưới phần mô tả của video này. Nếu quý vị và các bạn muốn tham khảo vào phần mô tả của video, chúng ta bấm vào đường link để chúng ta xem. Đối với cây chanh ta, thông thường thời điểm ra hoa nó sẽ vào khoảng tháng 11, tháng 12 hàng năm. Nếu ra hoa vào giai đoạn này, khi hoa chanh nó nở, nó hay gặp mưa các bạn. Vì vậy cái tỷ lệ đậu quả của nó rất là thấp. Cây chanh của quý vị và các bạn, nó ra hoa vào tháng giêng, đến khoảng cuối tháng giêng nó nở, tức là như cây chanh này của tôi đây. Bây giờ các hoa chanh nhỏ cũng còn nhiều này, các bông hoa chanh bắt đầu nở cũng có. Hiện nay thời tiết đang rất là thuận lợi các bạn. Trời miền Bắc đang hửng nắng đấy các bạn. Đây là một trong những điều kiện rất là quan trọng để cho các bông hoa chanh nó thụ phấn. Vì trời nắng như thế này, khi các bông hoa chanh nó nở thì ong bướm nó sẽ đến nó lấy mật. Đồng thời nó sẽ đóng vai trò thụ phấn cho các bông hoa chanh. Và khi các bông hoa chanh không gặp mưa thì tỷ lệ đậu quả của nó rất cao. Kết hợp với việc chúng ta cung cấp dinh dưỡng phù hợp đầy đủ cho cây chanh, như cây chanh này của tôi, nếu đậu hết số quả này thì có lẽ nó sẽ chĩu cành xuống các bạn. Cây chanh này ngoài việc lấy quả và lấy lá, tôi còn đang thiết kế nó là một cây chanh cảnh các bạn. Sang năm tôi sẽ xử lý cây chanh này có quả vào đúng một dịp Tết để làm một cây chanh cảnh chơi Tết các bạn. Khi nào xử lý cây chanh này, tôi sẽ làm video để chia sẻ với quý vị và các bạn.